Chuyện kể rằng, thời xa xưa, có những chú gà hồng nhưng lại chưa bao giờ được gáy ỏ o o, mà thay vào đó lại gáy ước gì được chọn. Giai thoại ấy vang lừng một thời huy hoàng sử sách, nhưng giờ đây lại khó có thể chứng kiến lại được vì có lẽ họ đang ở sâu trong cùng để lõi trái đất. Tuy nhiên giờ đây, giai thoại ấy đã được hồi sinh trở lại, ngạo nghễ hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc rằng, nó không còn dành cho những chú gà hồng nữa, mà dành cho bầy quỷ đỏ Chiwan, khi đội tuyển này đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục trước top 1 vòng bảng đã chọn mình là Katie Roster. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hãy cùng Cà phê Liên minh giải mã nó trong tách cà phê muộn tối này nhé. Gợi ý là có một chút tà chú pháp thuật của vị pháp sư nào đó đấy. Nhưng mà trước khi bắt đầu video, đừng quên để lại một like, subscribe, nhấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi bọn mình ra video nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Khởi đầu cặp đấu, KT ở đội 1 mang đến một đội hình với hai xạ thủ chủ lực là Tristana trong tay BDD và Jerry trong tay Eming. Cùng với đó sẽ là tam tống Makeplay Gragas đường trên, Rail đi rừng và Nautilus hỗ trợ. Chiwan đáp trả bằng một đội hình khá truyền thống đánh hướng lên cánh trên với đầy đủ đấu sĩ Jack, Tanker Sejuani, Pháp sư Azir, xạ thủ Sivir và hỗ trợ đột biến Rakan. Trận đấu vô cùng sôi động khi chỉ vừa mới phút thứ 3 đã có pha chạm mặt đầu tiên. Zeus thực hiện chiến thuật proxy chặn lính giữa hai trụ nhưng lại bị Rail trong tay Kus tìm thấy. Nhờ có sự có mặt kịp thời của Honor mà mới tạm thời đẩy lui được truy lùng của KT. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, khi BDD thì đã có mặt, lính thì sắp tràn trụ, bộ ba cánh trên của KT băng trụ chuẩn chỉ lấy đi hai mạng của Zeus và Honor. KT còn cao tay đến mức cắt cử Lee Hen ra đường giữa để ngăn chặn pha đẩy lính lấy giáo trụ của Faker, mang lại lợi thế khổng lồ cho đội tuyển top 1 vòng bảng. Đến phút thứ 5, Kus sau khi ăn rồng đã có một pha di chuyển hớ hênh để ba thành viên của T1 về bắt. Không có tốc biến từ trước đó nên anh chàng đi rừng cũng chỉ biết nhắm mắt xuôi tay mà để lại mạng hạ gục cho Quỷ Vương. Chỉ 4 phút sau đó, T1 có được lợi thế khi tiến ra sứ giả trước. Khi nhận thấy đối phương có ý đồ tranh chấp, họ ý tưởng đánh bật ra nhưng đã bị pha thùng rượu nổ của Kin làm cho phá sản hoàn toàn. Bồi thêm là cú combo hoàn hảo của Kus khiến đội hình T1 tan vỡ trước sức bắn của Tristana. Tin mừng là T1 đổi lại được một mạng mà chỉ nằm xuống hai mạng. Tin buồn là cả hai mạng đều thuộc về tay của BDD. Những phút kế tiếp là hàng loạt pha ganh hiệu quả của bộ đôi Kus cùng Lee Hen giúp chênh lệch giữa hai đội ngày càng được giãn ra. Đến phút thứ 15, T1 có pha bắt bớ được con Rail của Kus. Ngỡ như kịch bản trước đó lặp lại một lần nữa, nhưng không, sức chống chịu của Kus lúc này đã là có, cùng với khả năng tập trung người kịp thời, KT không chỉ khiến đối thủ thất bại trong việc bắt Kus mà còn thành công trong việc đánh ngược lại đội hình T1 với cú thùng rượu nổ trên cả tuyệt vời của Kin. Trước thềm dòng 3, Kyria có một pha đi vòng sớm và trốn rất kỹ trong phần rừng của KT. Nhưng KT không hề quan tâm, họ tràn ra mid và bắt vào vị trí của Kumayushi. Con Sivir cho 10 cái lá chắn phép trong pha đó cũng phải bất lực mà nằm xuống thôi. Dòng lửa thuộc về tay của KT. Nhưng anh nghĩ kế hoạch bộc đầu của Kyria đã phá sản ư? Hoàn toàn sai rồi. Với sự hợp sức của cả 4 thành viên gồm Zeus, Kyria, Honor và anh giả Faker, họ đã thành công trong việc bắt lẻ một BDD có đôi chút chủ quan. Tuy vậy thì nhìn chung, lợi thế vẫn thuộc về KT. Honor trong nỗ lực tìm kiếm tầm nhìn đã phải nằm xuống trước thềm Baron. Có được lợi thế về người, KT tìm đến con sâu tím nhưng T1 vẫn chống trả vô cùng ngoan cường. Faker và Kyria đã có một cú wombo combo cực kỳ đẹp mắt, nhưng tiếc là nó lại chẳng thể giúp ích được gì trong pha giao tranh ấy. Không cướp được Baron, lại càng không triệt tiêu được bùa Baron nào, T1 bất lực nhìn đối phương rút lui với toàn bộ đội hình. Khi con rồng 4 xuất hiện, báo hiệu một linh hồn rồng lửa cho KT, T1 rơi vào thế bắt buộc phải giao tranh bằng bất cứ giá nào nếu không muốn bị Snowball đến chết. 4 thành viên T1 chan thẳng vào con Tristana 5-1 của BDD và hạ gục thành công xạ thủ Yordle này. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá đắt bởi lẽ họ đã quên mất đi sự tồn tại của Eming. Con Jerry được free shot giúp KT có được pha quét sạch. Nhưng không sao, ít ra thì T1 đã ngăn chặn được KT có được linh hồn rồng lửa với nguyên nhân là KT bỏ rồng vào phá nhà chính. Chiến thắng thuyết phục của KT Roster ở ván đấu đầu tiên chỉ sau 24 phút thi đấu. Fanpage của một bình luận viên nào đó đã lên bài dự đoán tỷ số 3-0 cho KT. Nhưng mà nó lạ lạ rồi anh em ơi. Đến với ván thi đấu thứ hai, T1 chọn vị trí đội 1 và chốt sổ cho mình đội hình với rất nhiều đột biến và các chất tướng Rumble đường trên, Nocturne đi rừng, Nico xạ thủ và cặp đôi xạ thủ hỗ trợ Draven Nautilus. Trong khi đó, bản pick KT được đánh giá là có đôi phần khó hiểu khi khóa vào vị tướng kém cơ động là Varus ở đường dưới đi cặp Luna, cùng cánh trên là Renekton, Sejuani và Azir ở cánh trên. Game 2 cho thấy sự mất tập trung rõ rệt của KT khi cánh dưới của họ đã có một pha combo đi vào lòng đất và hở ra khoảng trống cho cú móc của Kyria tìm đúng vị trí của em mình. Chiến công đầu quá sớm cho Draven. Trong khi đó, cánh trên thì với chất tướng áp đảo cùng phép bổ trợ thiêu đốt, Rumble trong tay Zeus đã nhanh chóng lấy lợi thế và ép được phép bổ trợ tốc biến của Kin. Đến phút thứ 3, Kus sau khi cướp rừng bùa xanh đã không thể chạy thoát trước sức truy đuổi của Honor. Cùng với lợi thế đường trên, Zeus cũng nhanh chân ra hỗ trợ và lấy luôn mạng hạ gục và hai bùa vào tay mình. Kin đến nước này chỉ có thở oxy mà thôi. Và đúng thật vậy, việc xử lý quê lính tốt giúp Zeus có một pha lính tràn trụ và đạt được cấp độ 6 trước đối thủ. Khoảnh khắc mưa tên lửa rơi xuống cũng là lúc toàn bộ oxy của Kin cháy sạch. Kể từ đó, không ai còn thấy đường trên KT thở nữa. Và chỉ ngay sau đó 1 phút 30 giây, Honor và Zeus lại tiếp tục tổ chức một pha băng trụ nhằm phế truất hoàn toàn đường trên của đối thủ.
mọi thứ đều hoàn hảo và Kin nằm xuống mảng thứ hai. Nhưng Kin cũng đâu có dừa, tao yếu nhưng anh em tao đông. Kin kêu người lên hộ giá nhằm gỡ gạc lại được chút nào hay chút đấy. Tiếc là họ cũng không gỡ được gì cho Cam. Rớt còn sống với chỉ một chấm máu khi chạy về. Cùng lúc đó thì Owner và Kerria cũng có mặt. Sau đó thì Faker và BDD cũng có mặt. Rồi sau đó nữa là Em Minh cũng có mặt. Một buổi meeting diễn ra với ba mạng nằm xuống mà hai trong số đó thuộc về T1. Chỉ có Guma Yushi là thành thơi farm ở đường dưới, 6-1 cho T1. Phút 12, T1 khởi động rồng và KT kéo ra tranh chấp mặc cho những thua thiệt trước đó. Với quyết định đó, KT đã phải trả giá khi nằm lại hai mạng, trong đó có một mạng rơi vào tay con Raven của Guma Yushi giúp anh chàng rút tiền thành công, thế trận snowball của T1 ngày càng mạnh mẽ. KT cũng chứng minh rằng mình không phải hữu danh vô thực. Dù đứng trước cách biệt 6.000 tiền ở phút thứ 15, nhưng họ vẫn tìm được cách bắt vào con Raven của Guma Yushi với pha núp bụi chờ thời của BDD. KT thành công shutdown xạ thủ của T1 cùng một mạng khuyến mãi của Owner, nhưng nhìn chung, thế trận vẫn nằm trong tay đương kim Á quân chung kết thế giới. Phút 20, T1 sử dụng bài quen là dùng Baron làm mồi nhử. Và dù bài vở này đã xưa như trái đất, nhưng KT vẫn không thoát được tình thế tiến thoái lưỡng nan này. T1 đánh bật ra vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, do mạnh mẽ quá nên họ hơi hừng. Pha lao lên có phần quá đà của T1 đã khiến họ phải trả giá, trao đổi hòa về mạng hạ gục. Chỉ 2 phút sau đó, T1 tiếp tục mở giao tranh một lần nữa tại đường giữa bằng một cú nổ hoa vô cùng tuyệt vời của anh giả Faker. Khác với pha Baron trước đó, lần này tập thể T1 đã ra vào giao tranh nhịp nhàng hơn, thị uy sức mạnh áp đảo của mình. Chỉ một mình Faker nằm xuống cho bốn chiếc mic đứng lên và có được con Baron ngay sau đó. Với thế như trẻ tre, Faker cùng đàn em đẩy mạnh ở đường dưới trong khi Kin đang cố gắng gỡ gạc tiền thưởng mục tiêu ở nửa trên. Bốn người còn lại của KT cố gắng phòng thủ nhưng họ lại trở thành phòng tập bất đắc dĩ cho cú combo tốc biến nở hoa tròn điểm 10 của tài năng trẻ 2002. KT roster vỡ vụn và chỉ còn Kin cùng Kus còn sống. Nhưng sống thêm vài phút cũng chỉ làm T1 mất thêm vài giây đã hạ gục để rồi tràn vào phá tan nhà chính KT. Chiến thắng này gỡ hòa một đều cho đương kim Á quân thế giới. Sau hai ván đấu mà cả hai đội tuyển lần lượt có thế trận áp đảo, đến ván 3, ván đấu bản lề, mọi thứ đã trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. KT đem đến bộ ba cánh trên quen thuộc gồm Jax, Nocturne và Nico và chút bất ngờ với bộ đôi Ezreal, Galio tại cánh dưới. Hướng ngược lại, T1 mang đến một đội hình thuận tay với Alistar cho Kerria, Maokai cho Owner, Azir cho Faker, Kassante cho Zeus. Duy chỉ có Guma Yushi do đã bị cấm quá nhiều xạ thủ nên phải cầm một vị tướng khá ao meta là Lucian. Ván đấu khởi đầu hết sức căng thẳng khi cả hai đội đều không ngại bùng phép bổ trợ để chiếm ưu thế trước đối thủ. Đến phút thứ 6, Zeus có một pha dùng chiêu cuối nhằm tìm kiếm pha solo kill cho bản thân, nhưng anh chàng trẻ tuổi này lại không ngờ đến sự xuất hiện của Kus gần đó. Chiến công đầu dễ dàng dành cho người đi rừng của KT. Sứ giả xuất hiện cũng là cây cớ cho hai đội có cú va chạm thật sự đầu tiên. Mở đầu với pha dồn khống chế của KT nhằm bắt chết Faker, họ đã đạt được mục đích nhưng cũng phải để lại mạng của Kus. Những diễn biến sau đó chính là một sân chơi thực sự cho Kerria lẫn Owner khi cả hai đã xử lý tiệm cận hoàn hảo, khiến mọi nỗ lực giao tranh tiếp tục của KT đổ sông đổ bể. Lee Hen là người phải nằm xuống nhưng con sứ giả thì vẫn ở đó. Phút thứ 15, KT lại tiếp tục là bên chủ động khi tổ chức bắt vào vị trí của Guma Yushi. Tuy nhiên, chỉ có hai thứ duy nhất để nói về pha thi đấu này. Một là KT quá dướn, hai là con Ezreal trong tay Em Minh đã hụt hết mọi kỹ năng định hướng và chỉ ăn mạng bằng đúng một cú E. Và hệ quả là KT phải trả lại tận 3 mạng hạ gục khi T1 bật lại phản công. Thế trận bắt đầu đảo chiều về phía T1. Khi tổ kỹ thuật còn đang loay hoay replay cho anh em T-Con ngạo nghễ thì lại một tình huống bắt lẻ được diễn ra với nạn nhân lần này là Kin. Tổ hợp salad giàu dưỡng chất gồm ma cây, một con bò và một con gà đã khiến Kin bội thực và nằm xuống. Nhưng mà anh em có thấy Faker chơi không ra chất tướng không? Rõ ràng cầm Azir mà anh già lại chơi không hề gà chút nào. Phút 21, bằng sự xuất sắc của mình với thêm chút hỗ trợ của Kerria, Faker đã có thêm một mạng hạ gục của Kin giúp T1 có thể tiến ra Baron. Các nỗ lực ngăn cản của KT là có. Ý cà phê liên minh là cho có trước độ điên của cả đội hình T1. Họ ăn thành công con sâu tím mà chỉ phải bỏ lại mạng của Kerria cùng 4 thành viên T1 ngưỡng máu hấp hối về thành công. Càng kéo dài càng khổ đau chính là những gì T1 đem lại cho KT trong ván thi đấu thứ 3 này khi với bộ lợi Baron, T1 áp đặt thế trận kiểm soát lên toàn bản đồ. Khi đội hình T1 khởi động con Baron thứ 2, họ đã lường trước rằng đây lại là sự khởi động trước cho ván 4 sắp tới khi KT liên tục lao vào hang Baron như con thiêu thân mà không gây được chút áp lực gì cho bầy quỷ đỏ. Quét dơ cho T1 và họ tràn vào với mục đích kết thúc ván đấu. À ừ thì tiếc do phải mất thêm 1 phút đồng hồ nữa chứ T1 vẫn tiếp tục giành thắng lợi giao tranh mặc cho việc ai nấy cũng còn thấm máu trước đó. Sau khi biến về hồi phục và dịch chuyển trở lại, T1 quyết định đẩy sạch cả ba đường và tiến vào lấy đi chiến thắng ở ván đấu bản lề này mặc cho những chống cự yếu ớt của Em Minh và những người đồng đội. T1 vươn lên dẫn trước 2-1. Đến với ván 4, KT sau hai trận đại bại thì quyết định vác lại đội hình hai xạ thủ đã đem đến cho mình thành công ở ván 1 với Tristana và Varus cùng con cá sấu cánh trên cho Kin. Hướng ngược lại, T1 với thế dẫn trước cùng việc các xạ thủ meta đều bị cấm hoặc tước đi nên quyết định vác ra con hàng Samira vô cùng hứa hẹn, khi đội hình có rất nhiều vị tướng hỗ trợ khả năng gây sát thương của cô nàng này.
Còn Ristana trong tay BDD một lần nữa cất tiếng nói khi cô pha Roaming lên top ở phút thứ 6 cùng Kin tổ chức băng trụ và còn Achok trong tay Zeus. Dù đã vùng vẫy, nhưng sát thương của xạ thủ Yopdo này là quá lớn khiến Zeus phải nằm lại, chiến công đầu cho BDD. Ngay sau đó là pha ganh hiệu quả của Kuz xuống cánh dưới bản đồ và có được mạng của con bò trong tay Kerria khiến mọi lane của KT Roster đều có được ít nhiều lợi thế trước đối phương. Trả thù đời, Kerria quyết định roaming lên cánh trên báo thù và bắt gặp được con cá sấu lên bờ. Cùng với sự hỗ trợ của Honor, cả hai đã có thể lột ra được cá sấu để làm túi sách. Phút 14, cả hai đội lăm le nhau tại hang rồng lửa. Nhận thấy cơ hội, Kerria và Faker đã có một pha mở đẹp để Samira trong tay Gumayusi xả sát thương. Chỉ tiếc là thái tử nhà T1 đã có pha lướt vào hớ hình để ăn khống chế và nằm lại khi đang có vật S sẵn sàng trên người. Sát thương chủ lực đã nằm, đội hình T1 như đàn kiến vỡ tổ, bỏ của chạy lấy người nhưng vẫn kịp lấy con rồng bỏ túi. Đã vươn lên dẫn trước về tiền, KT Snowball ván đấu một cách bài bản với liên tục những pha bắt lẻ lẫn kiểm soát mục tiêu và ngày càng kéo giãn khoảng cách về kinh tế. Tuy nhiên, đến phút thứ 17, KT lại có một pha giao tranh sai lầm khi để Gumayusi có chiêu cuối cùng con Aatrox của Zeus lao thẳng vào tuyến sau khiến hai xạ thủ ao giao tranh hoàn toàn. Phần còn lại của T1 chỉ chờ Zeus quay lại và chặt đẹp từng người một. Thứ duy nhất họ nhận được là con rồng gió giúp ngắt đi mạch rồng của đối thủ. Đến con rồng gió tiếp theo, KT là một lần nữa mắc sai lầm khi bị đội hình T1 tràn vào quá mạnh mẽ, khiến chủ lực của họ là BDD nằm xuống một cách vô cùng chóng vánh. Cứ ngỡ là KT toang rồi, nhưng Kin trong phút chốc bỗng được giác ngộ sức mạnh của ngài Morgan. Con cá sấu thần này múa may quay cuồng điên loạn trong combat hỗn loạn và có cho mình cú triple kill với hơn 5.000 sát thương gây ra. Bên cạnh đó thì sức bắn của Emming cũng giúp KT có thêm mạng của Zeus để băng băng vào lấy đi con rồng. Hai đội thi đấu vô cùng cẩn trọng khi chỉ thực sự giao tranh ở những mục tiêu lớn và lần này là con Baron. KT thành công ăn nhanh được con sâu tím này và T1 biết mình phải giao tranh khi đối thủ đã bị bào đi khá nhiều máu. Tuy nhiên, mặc cho việc có tới hai xạ thủ thì một lần nữa Kin mới là người lên tiếng với những pha quẩy vô cùng nhiệt trong giao tranh. Samira của Guma bắn R được hai lần nhưng sát thương như muối bỏ bể trước đội hình đang quá mạnh mẽ của KT, quét sạch đầu tiên cho KT. Khi đồng hồ chỉ đến phút thứ 30, T1 phát hiện được con tàu ngầm Nautilus đi lẻ trong rừng nên tổ chức bắt bớ. Dù KT có tập trung đội hình kịp, nhưng với dàn tướng mạnh combat trong góc hẹp, T1 hoàn toàn tự tin mình có thể làm được điều gì đó, nhưng họ lại quên rằng KT cũng có những chất tướng tương tự. Một lần nữa phải nói, vị tướng Samira của Guma trong ván đấu này hoàn toàn không có hiệu quả khi dù kích được hỏa ngục liên xạ thì anh chàng vẫn chẳng thể kết liễu được bất kỳ ai và nằm xuống, để lại một lỗ hổng sát thương khổng lồ cho T1. Aatrox trong tay Zeus nhìn cũng lực, nhưng mà là lực bất tòng tâm. Quét sạch lần thứ hai và cũng đánh dấu cho việc sếp tôi bắt tôi viết content giải mã trận đấu này với lý do game này hay quá nè em. KT san bằng tỷ số 2 đều. Ván 5 quyết định, cả hai đội đều mang ra những tinh hoa tinh túy của mình ra để chiến đấu. T1 mang đến những con bài quá quen mặt gồm Zac đường trên, Sejuani đi rừng, Azir đường giữa, Kai'Sa xạ thủ và Rell hỗ trợ. Hướng ngược lại, KT cũng vác ra những tướng tủ như Renekton, Maokai, Tristana, Draven cùng Leona. Ngay từ phút thứ 3, cả hai đội đã có pha va chạm khi Zeus một lần nữa mắc lỗi khi proxy lính mà không kiểm soát được đủ tầm nhìn. Owner xuất hiện để hộ giá nhưng chỉ có hộ trong chết hộ chứ không có giá nào ở đây cả. Chiến công đầu chủ Kin. Ở phút thứ 8, con Tristana chiến của BDD một lần nữa khiến mọi người trầm trồ với pha solo kill khít hình khịt trước quỷ vương Faker. Hai đường đơn của KT có được lợi thế nhất định cho đối thủ. Và T1 cũng nhận ra điều đó, họ kéo ba người lên vây hãm vào con cá sấu trong tay Kin. Lần này thê thảm quá nên chắc không làm túi rách được đâu mà làm áo polo cá sấu mặc đỡ thôi nhé. Và khi bình luận viên còn coi lại pha về bắt đó, thì ngay lập tức Kin đã gọi hội lên trả thù với pha roaming của Lee Han lên cánh trên. Zeus nằm xuống trước lượng khống chế khổng lồ của đối phương. Tuy vậy, với chất tướng nhỉnh hơn, Zeus vẫn duy trì được thế áp đảo trước Renekton phía bên kia, tạo nên một cánh trên khá lực cho T1 dựa vào. Phút thứ 15, khi con sứ giả thứ hai xuất hiện, cũng là lúc hai đội chạm mặt 5 năm với nhau. Kuz dù đã cố gắng ép đối phương ra khỏi khu vực cạnh tranh, nhưng Owner vẫn giữ được cự ly chính xác để trừng phạt và cướp được Baron. Kể thì quyết định tràn lên đòi lại những thứ thuộc về mình, nhưng cũng chỉ lấy lại được một pha 1 đổi 1 giữa hai người chơi đường trên. Mạng hạ gục ấy cũng không thuộc về tay Emming. Thất bại hoàn toàn cho đoàn quân huấn luyện viên Hirai. Một lần nữa thì cả hai đội chỉ thực sự va vào nhau từ các mục tiêu lớn và lần này là con rồng 3 dù chỉ là rồng gió. Kin nhanh chóng phải nằm xuống trước sát thương dồn khổng lồ của chú cháu nhà Faker Guma. Zeus cũng hấp hối rút ra giao tranh nhưng vẫn có thể biến về và dịch chuyển trở lại. KT thì cố gắng giúp Emming rút được tiền từ nội tại, còn T1 dùng hết nỗ lực của mình để tắt điện con Draven trong tay Emming. Người chiến thắng trong cuộc tranh giành trái tim xạ thủ KT chính là Gumayusi với pha bản năng sát thủ dứt điểm vô cùng nhạy cảm dù cho có nằm lại sau đó. Đội hình KT tan vỡ và điều kiện thắng của họ cũng vậy, trận đấu dần trôi tuột khỏi tay họ. Những phút sau đó, cả hai đánh cẩn thận đến căng thẳng khi không ai muốn phạm phải bất kỳ sai lầm nào trong một trận đấu quan trọng như vậy. Và mãi đến phút thứ 30, người mất kiên nhẫn trước là KT khi họ có pha dồn sát thương nhằm bắt chết vị trí con heo trong tay Owner. Kế hoạch này phá sản hoàn toàn khi Owner quá trâu. Kerria xuất hiện với cú gom người hoàn hảo đào mồ chôn cho BDD và Kuz. Điều an ủi là Emming cuối cùng cũng có mạng hạ gục đầu tiên
nhưng điều này dường như đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Sự bất lực của KT thể hiện rõ khi họ cố gắng tìm cách bắt vào một con rác đang vô cùng xanh chín của Just. Ừ thì cũng thành công đó, nhưng họ phải nằm xuống tận 3 người thì đó lại là câu chuyện khác hoàn toàn. Đến lúc này thì hy vọng của KT dường như là rất nhỏ nhoi. Các giao tranh cuối của ván đấu là những nỗ lực thủ nhà của KT trước sự tấn công mạnh mẽ của Faker cùng những người đàn em. Dù đã nhiều lần thành công giúp kéo dài thêm ván thi đấu, nhưng cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa vì họ đã không còn bất kỳ điều kiện thắng nào để vin vào. Phút 37, khi Baron gần xuất hiện, Lee Han và Kuss liều mình ra lấy thông tin cho đội và bị T1 dồn sát thương để rồi nằm lại. Lợi thế hơn người lẫn hơn về sức mạnh đội hình, T1 đẩy thẳng vào nhà chính KT trước sự phòng thủ yếu ớt của Eminh và đồng đội. Nhà chính KT phát nổ, đánh dấu chiến thắng 3-2 vô cùng thuyết phục cho T1 và T-Con. Thật không thể tin, một KT ăn sạch T1 tại vòng bảng giờ lại ngã ngựa một cách vô cùng thuyết phục như vậy. Đâu đó chúng mình còn nghe tiếng ai đó vọng lại, tại KT không đem đội hình Challenger lên đánh đó. Đây không chỉ đánh dấu việc T1 đã hồi sinh 100% công lực hậu chấn thương của Faker mà còn là một cột mốc đặc biệt, ngày mang loạt T-Con ra khỏi hang sau một vòng bảng vô cùng đáng quên. Vâng, chúc mừng các T-Con đã làm được điều mà các SC-Con chưa bao giờ và khả năng cũng sẽ chẳng còn bao giờ có thể làm được. Ngạo nghễ quá T-Con ơi! Còn anh em thấy thế nào? Có quá là cảm xúc không chứ hả? Mà cũng lâu lắm rồi, Cà phê Liên minh mới được làm content về chiến thắng của T1 nữa. Anh em gọi chúng mình là Cà phê T1 cũng được, giờ fan T1 đứng đầu chuỗi thức ăn mà. Nhưng mà bật mí thêm với anh em là chúng mình sẽ sớm lên video phân tích về chiến thắng bùng nổ này đấy. Anh em đừng quên ấn subscribe để nhận được thông báo sớm nhất về các nội dung tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì đi gáy thôi.